Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền Kinh Tiểu Bộ Khuất Đại Ca Nikaya Tập 3 Nguyên bản Bali Việt Dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu Nguyên Tâm Trần Phương Lan Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Nhà xuất bản Tôn giáo Phật lịch 2558, Dương lịch 2015. Hội đồng chứng minh 1. Hòa thượng thích phổ tuệ 2. Hòa thượng thích trí tịnh 3. Hòa thượng thích thanh từ 4. Hòa thượng thích tự nhân 5. Hòa thượng thích hiển pháp 6. Hòa thượng thích trí quản Hội đồng phiên dịch Chủ tịch Hòa thượng thích Minh Châu Tổng thư ký Thượng tọa thích trí siêu Thành viên Hòa thượng thích Đức Nghiệp Hòa thượng thích Nhật Quang Hòa thượng thích Minh Cảnh Hòa thượng thích Chân Thiện Hòa thượng thích Giác Toàn Hòa thượng thích thiện tâm. Hòa thượng thích phước sơn. Thượng tọa thích nguyên giác. Thượng tọa thích phước cẩn. Chuyện tiền thân Sataka Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc a la hán chánh đẳng giác chuyện tiền thân sataka chương một phẩm apangnaka một chuyện pháp tối thượng tiền thân apangnaka có những người nói lên vân vân đức thế tôn khi ở tinh xá kỳ viên gần xá vệ đã thuyết pháp thoại này vì ai pháp thoại này được đề cập. Vì 500 người bạn của vị triệu phú cấp cô độc, Anathabindika, đều là đệ tử ngoại đạo. Một ngày kia, vị triệu phú cấp cô độc đem 500 người bạn của mình đều là đệ tử ngoại đạo, cho mang theo nhiều vòng hoa, hương thơm, dầu hương cùng dầu thấp, mật ong, mật mía, vải và áo choàng đi đến kỳ viên đảnh lễ Thế Tôn, cúng dường ngài các vật liệu như vòng hoa, phân vân và phân phát cho chư tăng dược phẩm trị bệnh và vải mặt. Làm xong việc ấy, ông ngồi xuống một bên và tránh sáu tật xấu trong lúc ngồi. Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đánh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên gần ông cấp cô độc. Nhìn lên gương mặt Đức Bổn Sư chói sáng như trăng trầm, vẹn toàn các tướng tốt chính và phụ. Nhìn lên phạm thân tỏa ánh sáng trọng một tầm và nhìn lên hào quang trực trở của Đức Phật. Những hào quang phóng ra như thể từng đôi phòng, từng cặp một. Rồi giống con sư tử trẻ trống như sấm động ở thung lũng đỏ, như mây bão tố trong mùa mưa, như sông hằng thiên giới, giải thiên hạ, ao ao đổ xuống, và như đang dệt một chuỗi châu báu. Tuy vậy, với một phạm âm đầy đủ tám phần tuyệt hảo, kỳ diệu làm tai thích thú, Ngài thuyết pháp cho họ một pháp thoại dịu ngọt và chói sáng với nhiều vẻ đẹp khác nhau. Họ nghe bậc đạo sư thuyết pháp, tâm được tịnh tính, liền đứng dậy đảnh lễ bậc đạo sư, phá vỡ pháp quy y ngoại đạo, rồi quy y Phật. Từ đấy, họ luôn luôn đi đến tinh xá với ông cấp cô độc, tay cầm hương thơm, phòng hoa, vân vân nghe pháp, bố thí, trị giới và thọ bác quan trai giới rồi Thế Tôn từ xá vệ lại đi đến phương xá. Trong thời gian như lai đi vắng, họ phá vỡ pháp quy y Phật, rồi họ lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. Sau bảy tám tháng, Thế Tôn về lại kỳ viên. Ông cấp cô độc, đem 500 người bạn đồng tu đi đến ý kiến bậc đạo sư, cúng dường ngài với hương thơm, phân phân, đảnh lễ, rồi ngồi xuống một bên. Ông cấp cô độc, báo cho Thế Tôn biết sau khi ngài ra đi họ phá vỡ pháp quy y đã thọ chấp nhận lại quy y pháp ngoại đạo trở lui nguyên trạng của họ mở miệng hoa sen của ngài như mở hộp châu báu đầy những hương thơm sai biệt thơm với hương thơm chư thiên do uy lực nói lời chân thực trải vô lượng ước kiếp không gián đoạn thế tôn phát ra âm thanh dịu ngọt và hỏi này các nam cư sĩ có thật chăng các ông đã phá vỡ Tam Quy Y và đi theo Quy Y ngoại đạo. Và khi không thể che giấu, họ thú nhận. Thật vậy, Bạch Thế Tôn. Bậc Đạo Sư nói, Này các cư sĩ, không có một chỗ nào dưới từ đáy địa ngục, trên cho đến chư thiên, không có một chỗ nào trong các thế giới vô lượng trải rộng bề ngang, không có ai bằng, chứ đừng nói cao hơn Đức Phật, về những công đức như giữ giới, vân vân. Rồi Ngài trình bày cho họ những công đức của ba ngôi báo như đã được nói đến trong kinh điển. Này các tỷ kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai chân hay bốn chân, như lai được gọi là tối thượng. Nếu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau, vân vân, và thật vậy, tối thượng giữa những tín đồ, vân vân. Rồi Ngài nói tiếp. Không có một cư sĩ nào nam hay nữ, đã quy y ba ngôi báo. Những ngôi báo đầy đủ công đức tối thượng như vậy, phải tái sanh trong các địa ngục, vân vân. Nhưng họ được thoát khỏi sanh vào đọa xứ, họ được sanh vào thế giới chư thiên và đắc thiện chứng lớn. Do đó, khi các ông phá vỡ quy y như vậy và đi đến quy y ngoại đạo, các ông đã làm một việc sai lạc. Và ở đây, để nêu rõ rằng không có ai đã quy y ba ngôi báo với sự giải thoát tối thượng, lại phải sanh vào đọa xứ. Những đoạn kinh này phải được nói lên. Những ai quy y Phật, sẽ không đi đọa xứ. Từ bỏ thân làm người, sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Pháp, sẽ không đi đọa xứ. Từ bỏ thân làm người, sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người, sẽ tràn đầy thiên giới. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc phường cây đền tháp, quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn sự thật thấy khổ và khổ tật thấy sự khổ vượt qua thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận thật quy y an ổn thật quy y tối thượng có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau bậc đạo sư không chỉ thuyết pháp cho họ như vậy ngài còn nói tiếp này các nam cư sĩ pháp hành niệm phật pháp hành niệm pháp pháp hành niệm tăng đem lại dự lưu đạo, dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, A-la-hán à đạo, A-la-hán à quả. Và sau khi Ngài thuyết pháp cho họ với nhiều phương thức, Ngài nói, Với sự phá vỡ quy y như vậy, các ông đã làm một việc sai lạc. Và ở đây, sự đem lại các dự lưu đạo, dự lưu quả, vân vân cho những ai hành trì niệm Phật, vân vân cần phải được nêu rõ với những đoạn kinh như sau. Này các tỷ kheo, có một pháp nếu được tu tập và được làm cho viên mãn, đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là một pháp? Chính là niệm Phật, vân vân. Như vậy, Thế Tôn với các phương tiện khác nhau thuyết giảng cho các nam cư sĩ này các nam cư sĩ cũng vậy trong thời quá khứ những ai chấp chặt tà luận chấp chặt điên đảo luận nghĩ rằng cái gì không phải là chỗ quy y lại xem là chỗ quy y chân thật những người ấy sẽ bị quỷ dạ xoa ăn thịt trong cảnh sa mạc chỗ trú của phi nhân và bị lâm vào đại nạn còn những ai chấp chặt sự thật vô hí luận chấp chặt pháp tối thượng chấp chặt pháp không điên đảo thì trong cảnh sa mạc ấy họ đạt được yên ổn an toàn khi nói đến đây ngài im lặng rồi gia chủ cấp cô độc từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn tán tháng ngài với hai tay đặt trên đầu và thưa như sau bạch thế tôn nay thật rõ ràng cho chúng con thấy trong thời hiện tại những người nam cư sĩ ấy sau khi phá vỡ pháp quy y tối thượng đã rơi vào trường rậm tà luận nhưng trong quá khứ, đại nạn của những ai chấp chặt tà luận tại sa mạc, chỗ trú của phi nhân và sự yên ổn an toàn của những người chấp chặt pháp vô hí luận, đối với chúng con đang bị che lấp, chỉ rõ ràng đối với Ngài. Lạnh thay, nếu thế tôn, như thể khiến mặt trăng tròn mọc lên, làm sáng tỏ sự kiện này cho chúng con. Rồi Thế Tôn nói, Này gia chủ, chính vì mục đích loại bỏ các nghi nan ở đời nhờ sự thực hành trọn vẹn mười hành ba la mật trải vô lượng kiếp mà ta chứng đắc nhất thiết trí hãy cẩn thận lắng tai nghe như thể các ông đang đổ tủy của sư tử vào một cái ống bằng vàng sau khi khích lệ sự chú ý của người triều phú ngài nói lên câu chuyện đã bị tái sanh che lấp nhưng mặt trăng tròn được giải tỏa sau khi phá tan đám mây tuyết Thổi xưa, trong nước Kasi, tại thành Ba có vị vua tên là Ramadatta. Khi ấy, Bồ Tát được sanh trong gia đình thương gia làm chủ đoàn lữ hành và tiếp tục lớn lên, đi chỗ này chỗ kia, buôn bán với 500 cổ xe. Khi thì đi từ Đông qua Tây, khi thì đi từ Tây qua Đông. Tại thành Ba có một người chủ đoàn lữ hành khác, còn trẻ và ngu si, không giỏi tùy cơ ứng biến. Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy 500 cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ Tát sẵn sàng lên đường. Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu kia cũng chất đầy hàng hóa tương tự trên 500 cỗ xe khác, sẵn sàng lên đường. Bồ Tát suy nghĩ, nếu người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ này đi với ta, với một ngàn cỗ xe, cùng đi một lần trên con đường, thì con đường sẽ không thể chịu nổi, thật sẽ khó tìm được củi nước cho đoàn người và cỏ cho các con bò hoặc là nó hoặc là ta phải đi trước ngài nhắn tin mời người ấy đến trình bày sự việc và nói hai chúng ta không thể đi cùng một lần được vậy bạn sẽ đi trước hay đi sau kẻ ấy suy nghĩ nếu ta đi trước sẽ có nhiều lợi ích ta sẽ đi con đường chưa bị hư phá các con bò sẽ ăn cỏ chưa bị động chạm còn các người nhà ta sẽ hái được các ngọn lá nấu cà ri chưa bị động chạm. Nước được trong lặng. Và sau cùng định giá bán theo sở thích. Ta sẽ bán các hàng hóa. Nghĩ vậy, kẻ ấy nói. Này bạn, tôi sẽ đi trước. Còn Bồ Tát thấy đi sau có nhiều lợi ích vì Ngài lý luận như vậy. Những người đi trước sẽ sang bằng con đường chưa được sang bằng ta sẽ đi con đường đã được họ đi qua. Các con bò của họ sẽ ăn cỏ đã chín, đã cứng. Các con bò của ta sẽ ăn cỏ mới mọc và ngọt. Người của ta sẽ tìm được các lá ngọt nấu cà ri mới mọc tại chỗ các lá đã được hái đi. Tại chỗ không có nước, họ phải đào để lấy nước. Chúng ta sẽ uống nước trong các giếng được người khác đào lên. Việc định giá giống như sát hại mạng sống con người, Ta đi sau sẽ bán hàng hóa theo giá thông thường đã quy định. Khi thấy những lợi ích như vậy, Bồ Tát nói, Này bạn, bạn hãy đi trước. Lành thay, này bạn. Người chủ đoàn lữ hành trẻ Phạm Ngu Si nói vậy rồi, cho thắng các cổ xe ra đi, thứ lớp vượt qua các thôn sớm và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thổi bấy giờ, cái sa mạc có năm loại. Sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dữ sa mạc không có nước sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn trước tiên con đường nào có trộm cướp trú ẩn chỗ ấy được gọi là sa mạc trộm cướp thứ hai con đường nào có sư tử vân vân trú ẩn được gọi là sa mạc thú dữ thứ ba chỗ nào không có nước để tắm hay uống được gọi là sa mạc không có nước thứ tư con đường nào có các loại phi nhân quỷ thần trú ẩn được gọi là sa mạc phi nhân. Thứ năm, con đường nào không tìm thấy các loại trễ có thể ăn được, vân vân được gọi là sa mạc không có đồ ăn. Trong năm loại sa mạc này, có hai loại sa mạc nguy hiểm là sa mạc không có nước và sa mạc phi nhân. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ấy cho đặt lên xe những ghè rất lớn, đổ đầy nước và bắt đầu di chuyển vào bãi sa mạc dài 60 dặm này. Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ dạ xoa trú ở sa mạc nghỉ. Ta sẽ làm cho những người này quăng nước cất giữ, làm cho họ yếu sức, rồi ta sẽ ăn thịt tất cả bọn họ. Rồi nó hóa hiện một cỗ xe đẹp đẽ với những con bò mộng trắng trẻo, được hộ vệ với 10, 12 phi nhân tay cầm cung, tên, khiên và binh khí. Nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo ướt ngồi trên cỗ xe ấy như một vị chúa tể, nó dấn bước trên đường với các bánh xe dính bùn. Còn đoàn tùy tùng đi trước và đi sau với tóc ướt, áo ướt, trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng với những bó sen trắng, sen đỏ cầm tay, nhai những cọng sen, củ sen nhỏ giọt nước và bùn. Bây giờ khi gió thổi trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành theo lệ thường ngồi trong cỗ xe đi trước với những người hầu hạ bao vây để tránh bụi khi gió thổi đằng sau họ đi xe phía sau này gió thổi phía trước do vậy người chủ đoàn lữ hành trẻ đi xe ở phía trước con quỷ dạ xoa thấy người ấy đến gần liền cho đậu xe ở một bên đường chào đón một cách thân tình và hỏi đi đâu người chủ đoàn lữ hành cũng cho đậu xe của mình một bên đường và nói với quỷ dạ xoa thưa ông bạn chúng tôi đi từ ba la nại tới các ông trang sức với hoa sen xanh và hoa súng tay cầm hoa sen trắng và đỏ, đang nhai những cọng sen và cú sen lấm bùn, vừa đi vừa chạy những giọt nước. Vậy phải trên đường các ông đi có mưa, có những hộ ao phủ đầy với hoa sen xanh chăng, vân vân. Quỷ dạ xoa, nghe hỏi, liền nói lớn. Này bạn, bạn nói gì vậy? Đằng kia đã hiện rõ đường lằn sẫm của rừng xanh. Từ đó trở đi toàn là rừng, không có gì ngoài nước. Luôn luôn trời mưa, ở đó các hồ đều ngập khắp nơi đều có những ao nước đầy hoa sen sau khi nói như vậy và đoàn xe đã đi ngang qua nó hỏi những cỗ xe này đi đâu vậy và họ trả lời đi tới chỗ này chỗ kia trong mỗi cỗ xe này có hàng hóa gì vậy nhiều loại hàng hóa rồi đi cỗ xe cuối cùng đi qua chở rất nặng nề nó hỏi trong cổ xe này chở gì vậy? Chở nước trong ấy. Từ chỗ khởi hành cho đến chỗ này, bạn đã mang nước là tốt, nhưng từ chỗ này trở đi, không cần phải mang nước nữa. Từ phía trước mặt có nhiều nước, hãy đập vỡ các ghè nước để đi cho thoải mái. Và nó nói thêm, các ông hãy đi, chúng tôi lên đường kéo chậm trễ rồi. Rồi nó đi một lát đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành dạ xoa người chủ đoàn lữ hành ngu si ấy, do sự ngu si của mình nghe theo lời quỷ già dạ xoa, do đập vỡ các ghè, không để dành lại dù chỉ một bừng nước, cứ đổ tất cả và ra lệnh các xe đi. Càng đi về phía trước, một giọt nước cũng không có. Bọn họ không được nước uống trở thành mệt mỏi. Họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi mặt trời lặn. Khi ấy, họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành một vòng tròn và buộc các con bò vào bánh xe nhưng chúng cũng không có nước uống còn bọn họ không có cháo không có cơm nên yếu sức nằm xuống khắp nơi rồi ngủ khi đêm vừa xuống quỷ dạ xoa từ thành dạ xoa đi đến diệt tất cả mạng sống bò và người ăn thịt chúng chỉ để lại xương rồi bỏ đi như vậy chỉ vì một người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si tất cả đã mắc vào đại nạn xương cốt của người và phật trải khắp nơi chỉ 500 cổ xe còn đứng yên với đầy đủ hàng hóa. Phần Bồ Tát đợi từ ngày người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ra đi, độ một tháng rưỡi trôi qua, với 500 cổ xe từ thành phố ra đi, dần dần đi đến biên giới sa mạc. Vị ấy cho đổ đầy nước vào các ghè nước, cho lấy thêm nhiều nước dự trữ, rồi đánh trống hội hợp đoàn người lại và nói như sau. Nếu không hỏi ta, thì một bụng nước cũng không được dùng có nhiều cây độc trong bãi sa mạc. Không một ai trong các ngươi được ăn lá, hoa hay quả chưa ăn từ trước mà không hỏi ta. Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ Tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với 500 cổ xe. Khi đi đến giữa sa mạc, quỷ dạ xoa ấy hiện hình ra trên con đường của Bồ Tát như cách thức trước. Bồ Tát thấy nó liền nhận ra ngay và suy nghĩ. Nơi này không có nước và được gọi là sa mạc không có nước. Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại không có bóng chiếu. Không nghi ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước bị nó xúi dục, đã đổ tất cả nước nên kiệt sức và bị nó ăn thịt cùng cả đoàn tùy tùng. Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dụng phương tiện. Vì vậy, Bồ Tát nói to với con quỷ. Ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn, chưa thấy được nước khác Chúng tôi không đổ nước đã được dự trữ. Chỗ nào thấy nước, chúng tôi mới yên lòng đổ nước đi làm cho nhẹ các cổ xe. Quỷ Dạ Xoa đi một lát đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành Dạ Xoa. Khi Dạ Xoa đã đi, đoàn người hỏi Bồ Tát. "Thưa ông chủ, những người này chỉ cho thấy đằng kia là dãy rừng xanh, phía ngoài xa khu rừng ấy trời luôn luôn mưa, họ đội trên đầu những vòng hoa sen xanh và hoa súng." Họ cầm những bó hoa sen đỏ và trắng. Họ hái các củ sen và cọng sen. Áo bị ướt, đầu bị ướt. Họ đi với những giọt nước rơi chảy. Vậy chúng ta hãy đổ nước đi, khiến cho các cổ xe được nhẹ. Chúng ta đi mau hơn. Bồ Tát nghe họ nói như vậy, liền cho dừng các cổ xe, hợp tất cả bọn người lại và hỏi. Trong các chú, có ai trước đây nghe nói rằng bãi sa mạc này có ao hay hồ không? Thưa ông chủ, không có ai nghe cả vì thế nơi này được gọi là bãi sa mạc không có nước này có một số người nói rằng xa hơn dãy rừng xanh đằng kia trời có mưa gió mưa có thể thổi xa được bao nhiêu thưa ông chủ khoảng độ một dặm do tuần gió mưa có thể thổi đến chạm thân của một ai trong các ngươi không thưa ông chủ không cách xa bao nhiêu đầu mây có thể thấy được khoảng độ một dặm thưa ông chủ có ai trong các ngươi được thấy một đầu mây không thưa ông chủ không có ai xa bao nhiêu ánh sáng chớp có thể thấy được thưa ông chủ khoảng bốn năm dặm có ai trong các ngươi thấy được ánh sáng chớp thưa ông chủ không có ai tiếng sấm xa bao nhiêu có thể nghe được thưa ông chủ, khoảng hai ba dặm. Có ai trong các ngươi nghe được tiếng sấm? Thưa ông chủ, không có ai. Chúng không phải là người, chúng là quỷ dạ xoa. Dạ xoa đến và nghĩ. Chúng ta suối đoàn người đổ nước, và khi đoàn người yếu sức, chúng ta sẽ ăn thịt họ. Vì người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước không có thiện xảo phương tiện, chắc chắn bị chúng xuôi đổ nước đi và khi mệt nhọc, họ đã bị quỷ giả dạ xoa ăn. Còn 500 cỗ xe được để lại đựng đầy hàng hóa như trước. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy chúng. Đừng đổ đi, ngay cả một bụm nước cũng phải gìn giữ. Hãy đi tới, càng mau càng tốt. Đốc thúc đoàn người của mình đi tới. Bồ Tát tiếp tục đi cho đến khi thấy được 500 cỗ xe đầy hàng hóa, xương cốt của các con bò và đoạn người bất hạnh trước trải rác khắp mọi nơi ngài cho tháo dây buộc các xe đặt các xe thành vòng tròn họp lại thành trại cho đoạn người và bò ăn chiều sớm rồi sắp các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ rồi ngài chọn một số người lãnh đạo mạnh mẽ tự mình đứng canh gác với gươm cầm tay suốt ba canh ban đêm cho đến khi rạng đông sáng sớm ngày kế tiếp ngài cho làm xong các công việc cần thiết cho các con bò ăn quăng bỏ các cổ xe yếu ớt, lấy các cổ xe vững mạnh. Quăng bỏ loại hàng hóa ít có giá trị, chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước và bán các hàng hóa với giá tiền bằng hai ba giá vốn. Sau đó, ngài cùng với đoàn tùy tùng trở về thành phố của mình. Câu chuyện chấm dứt, bậc đạo sư nói. Này cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận phải gặp đại nạn. Còn những ai chấp nhận sự thật vô hí luận đã thoát khỏi tay các phi nhân và đến chỗ mình muốn một cách an toàn. Và sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, vì mục đích giới thiệu lời dạy về sự thật vô hí luận này, bậc chánh giác nói bài kệ. Có những người nói lên sự thật vô hí luận, nhưng các hạng người khác tuyên bố về tà luận, kẻ trí biết điều này, giữ chặt pháp tối thượng. Như vậy, thế tôn dạy về pháp chân thật vô hí luận này, rồi ngài nói thêm: con đường chân chánh này không những đem lại ba thiện sự thành tựu, sáu cõi trời ở dục giới, sự thành tựu phạm thiên giới, mà cuối cùng đem quả a la hán. Còn con đường gọi là tà luận đem đến tái sanh trong bốn đoạ xứ và trong năm gia đình thấp kém. Tiếp đó ngài giảng thêm về bốn sự thật với mười sáu hành tướng. Cuối bài giảng ấy. Tất cả 500 nam cư sĩ chứng quả dự lưu. Sau khi thuyết pháp, bậc đạo sư nêu trả những bài học và kể hai câu chuyện rồi kết hợp chúng với nhau, ngài nhận diện tiền thân như sau. Trong thời ấy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si là Đề bà Đạt đa, Devadatta. Tùy tùng của kẻ ấy là tùy tùng của Đề bà Đạt đa. Tùy tùng của người chủ đoàn lữ hành hiện trí là tùy tùng của Đức Phật còn người chủ đoàn lữ hành hiền trí là ta phầy